Học viện tư lập Thục Sơn của Vương Nhất Bắc Trần Ngọc Kỳ lên sóng Tencent nửa đầu năm 2020. Học viện tư lập Thục Sơn xếp lịch chuẩn bị lên sóng trên Tencent vào nửa đầu 2020. Ngoài Vương Nhất Bắc, Trần Ngọc Kỳ, phim còn có sự tham gia của Vương Dĩ Luân, Bùi Tử Thiêm, Sài Úy, Địch Nghệ Thư. Trong tư lập Thục Sơn học viện, Vương Nhất Bắc trong phim thủ vai đằng tịnh là thiên tài kiếm thuật ngàn năm có một, chàng là vương tử ma tộc, sinh ra, tại tiên minh lớn lên ở thục sơn là lớp trưởng tiểu đội tinh anh cầm trong tay thục sơn pháp bảo tử dĩnh kiếm đằng tịnh có gì đó rất giống lam vong cơ bên ngoài cao ngạo nhưng bên trong lại ấm áp nhiệt tình và trượng nghĩa trần ngọc kỳ hóa thân vai tinh tuệ là người bề ngoài cô độc nội tâm mềm yếu cô là hậu nhân của nữ oa từ nhỏ vì cứu độ chúng sinh nên tinh thần luôn ở trong trạng thái sẵn sàng hy sinh cô đối với những người xung quanh chỉ có thể giữ khoảng cách vì sợ tình cảm nảy sinh sẽ ràng buộc bản thân nhưng sau khi trải qua cuộc sống ở học viện cô đã bắt đầu thay đổi suy nghĩ của mình bạn là người có tiếng nói trong xã hội hãy bình luận để thể hiện điều đó trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại